7 giờ sáng và đến 3 giờ chiều là mấy tiếng? 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều là 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều là 8 tiếng rồi mọi người. Ủa, chắc chị hy vọng là đúng. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, bitch, you call my name. Hello Beauty, chào mừng đến với Beauty Lover, kênh phân phối và review mỹ phẩm chính hãng dành cho việc phân tích thành phần và trải nghiệm thực tế của người dùng. Thì các bạn thấy mình mặc cái áo khoác len như thế này với lại khung cảnh như thế này thì chắc cũng đoán được là mình không đang ở Sài Gòn đúng không? Đúng là mình không đang ở Sài Gòn, mình đang ở một nơi khá là xa, giống như là tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch sau một năm chờ làm việc vậy. Với lại là cũng muốn làm một cái video với chủ đề mới để cho các bạn theo dõi cho nó hấp dẫn hơn. Thì trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn hai nội dung chính, đó là bằng cách nào mình đã tối giản độ skincare và make up của mình để mà khiến chuyến du lịch trở nên nhẹ nhàng hơn. Và thứ hai đó là mình muốn thực hiện một thử thách lâu trôi với chì kẻ mày Innisfree. Xin lỗi các bạn nếu là video có hơi ồn một chút, tại vì mình đang ở trong phòng và phòng này thì khá là thoáng, có cửa sổ rồi có ban công các kiểu. Ok, cô vào thôi nào. Đây, toàn bộ đồ skincare của mình và đồ makeup. Đây là một chai nước. Hai cái này đang có trọng lượng gần như là bằng nhau và có vẻ như là chai nước này nó nặng hơn một chút xíu. Thì đây là toàn bộ đồ skincare và makeup trong chuyến du lịch này của mình. Rất là nhẹ nhàng, nhỏ gọn và mình đã tinh giản, tối giản hết mức có thể luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem thử ha. Thì trước đây á, là các chuyến đi du lịch của mình thường đi với bạn bè hoặc là người thân thì kiểu như là hay đi chụp hình rồi đi chỗ này chỗ kia các kiểu á, xong rồi phải mang rất là nhiều đồ makeup để mà kiểu cho mọi người cùng dùng chung á. Rồi thứ hai là buổi tối thì mọi người hay thích về khách sạn xong rồi đắp mặt nạ rồi dưỡng da các kiểu kiểu để relax á, nên là có rất là phải mang rất là nhiều đồ luôn, khiến chuyến du lịch trở nên rất là nặng nề, khi nào cũng tay xách nách mang tống hành lý. Nên là lần này đi thì mình đi có một mình thôi, nên là mình đã quyết định tối giản đồ skincare và makeup để mà mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng hơn nhất có thể. Thì ở đây về nói đồ skincare trước hơn, thì đồ skincare mình mang chỉ có hai, mình sẽ cheat. Đầu tiên là mình cheat sữa rửa mặt ra một cái hũ nhỏ như thế này, và thứ hai là cheat kem mắt, cũng như là mình dùng để dưỡng da luôn. Và cái này thì mình dùng vào buổi, cái kem dưỡng này thì mình sẽ dùng vào buổi sáng, tại vì nó có chất khá là không quá dày á, cũng không sẽ không khiến da mình bị đổ dầu nhiều á, nên là sẽ thích hợp vào ban ngày hơn. Thì đây là sữa rửa mặt và đây là kem dưỡng, hũ rất là nhỏ xíu bé tí. Thứ hai là kem chống nắng, thì kem chống nắng này nó sẽ giúp mình bảo vệ da. Đương nhiên rồi, trong chuyến du lịch này mình lên vùng cao á, và ở trên vùng núi cao hơn thì nó sẽ có cái lượng tia cực tím mạnh hơn là ở dưới Sài Gòn. Mặc dù Sài Gòn rất là nắng nóng luôn, nhưng mà thực sự là cái tia cực tím ở dưới đó nó không bằng ở trên này. Nên là cần cái kem chống nắng bảo vệ mình, có cả SPF và PA luôn. Thì kem chống nắng này có thể giúp nâng tông da nữa và che phủ cũng khá là tốt, nên mình sẽ dùng nó như là kem kem nền, kem lót luôn để che phủ da mình khi mà trang điểm. Giảm bớt đi được một số đồ makeup như là kem nền, kem lót các kiểu. Tiếp theo là mình có đem thêm một số đồ dưỡng da vào buổi tối, đó là cái này là mình dùng để trị thâm mụn và làm sáng da, và cái này là mình dùng để trị mụn, không thể nào thiếu được. Một ngày mà không bôi hai cái này mình cảm thấy như là hôm sau mụn sẽ lên hoàn, nó là phải mang theo, và nó cũng khá là nhỏ nữa. Đây, vẫn không quên được cái relax buổi tối. Mình rất thích đi du lịch mà buổi tối kiểu nằm trên giường xong rồi đắp mặt nạ xong rồi chơi các kiểu. Ở đây mà là mình mang theo một cái mặt nạ hũ của Innisfree. Đây là mặt nạ dạng rửa đất sét để tẩy tế bào chết và làm sáng da. Mình có một cái hũ nữa mà mình không biết để đâu rồi, các bạn đợi mình xíu rồi mình quay lại lấy liền nha. Ok, mình đã trở lại rồi. Đây thì đây là hai cái hũ mặt nạ mình sẽ dùng vào buổi tối. Thì hình này là mặt nạ ngủ, sẽ rửa vào đắp và dùng vào buổi tối và đắp vào sáng hôm sau. Còn đây là mặt nạ rửa thì sử dụng trên da, sau khoảng 10 phút thì sẽ đi rửa sạch. Hai cái này mình sẽ dùng vào buổi tối và mình sẽ thử nghiệm, trải nghiệm cho các bạn làm sao để tạo một cái spa nho nhỏ khi mà đi du lịch vào buổi tối mà chỉ bằng hai sản phẩm này. Về đồ make up, đồ make up thì son, không thể là thiếu được son luôn. Mình đem theo hai cây son.
một cái son nó có màu hơi đỏ hồng á, nó sẽ đậm hơn, và son này thì nó đỏ nhạt hơn một chút xíu, thì mình kiểu kết hợp phù hợp để ra được màu son cái kiểu gì đó. Rồi hai cái son, rồi son này thì mình sẽ kết hợp để dùng làm má hồng với lại phấn mắt luôn, giảm thiểu được hai cái hồng phấn mắt với lại cái hồng má hồng, mình đã rất là nhẹ luôn rồi đó. Tiếp theo mascara, không thể thiếu được mascara với lại eyeliner, không thể thiếu. Cái khuyết điểm mình đương nhiên là phải có chiếc khuyết điểm rồi, trời ơi, bữa nay mặc nhiều khuyết điểm lắm luôn á, đi du lịch hoành mơ và đẹp chứ. Và cuối cùng đó là chiếc kẻ mày, một trong những nội dung chính của video ngày hôm nay, và đó là toàn bộ đồ makeup và skincare của mình, tất cả chỉ gói gọn trong cái hộp, cái túi nhỏ như thế này thôi, còn chưa bằng chai nước bé tí như lúc nãy mình cầm ra, chai nước bé tí như thế này mình cầm cho các bạn xem nữa. Các bạn thấy đó, thì cái mặt mình đã makeup gần như là xong rồi, chỉ có thiếu cái chân mày nữa thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kẽ chân mày để mà thực hiện thử thách lâu trôi với cái chị kẻ mày Innisfree này nhá, để coi thử là nó có thể lưu lại trên da mình trong khoảng bao nhiêu giờ đồng hồ, để cả cái chuyến đi này mình không phải bận tâm lo lắng đến nó. Ok, trước tiên mình muốn giới thiệu qua về chị kẻ mày Innisfree, thì chị kẻ mày Innisfree có hai đầu, một đầu là để chút một đầu là để chải lông mày, và một đầu là chì kẽ mày. Đây, trên tay mình là màu số 3, màu xám. Thì chì kẽ mày Innisfree có tất cả là 7 màu. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình hơn, thì các màu bao gồm màu số 1 là màu nâu nhạt, màu số 2 là màu đen, màu 3 là màu xám, màu 4 là xám nâu, màu 5 là nâu đen, màu 6 là nâu sáng, và cuối cùng là màu 7 là nâu vàng. Thì trên video mình cũng đã nốt là các màu này sẽ phù hợp với màu tóc như thế nào rồi. Thì các bạn chọn màu của chì kẽ mày á, một là các bạn chọn với màu tóc, hai là các bạn chọn với màu da. Thì mình chọn màu số 3 là tại vì tóc mình là tóc không nhuộm và tóc tự nhiên, và lông mày của mình cũng đã có sẵn nữa, mà mình mà tô thêm màu kiểu như màu quá sáng hoặc là màu không có cùng tông với lại cái chân mày và cái tóc của mình á, thì nó sẽ bị nổi lên nhìn kỳ, kiểu không có hợp màu á, nó kiểu chân mày ra một đằng mà tóc màu da một kiểu. Hồi xưa mình có đã thử rồi, nhìn rất là kinh khủng, nhìn rất là ghê luôn, nên là mình chọn màu số 3 này. Bây giờ mình sẽ dùng thử để cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ chải cái chân mày của mình trước. Sorry các bạn nếu mà con video có hơi ồn nha, chứ giờ mình cũng không biết làm sao, mình không thể xuống nói con chó là im lặng được. Mình thật sự thì mình không giỏi trong việc kẽ chân mày cho lắm, mình đã thử tập khá là nhiều rồi nhưng mà không thể nào kẽ mà cho nó giống mấy cái chị mấy bạn mà beauty blogger trên YouTube hay hướng dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ từ cái đuôi trước. A few moments later. Ok, các bạn, mình đã xong cái hai bên cái chân mày của mình xong rồi đây. Như hai cái con sông lông vậy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách lâu trôi với lại chị kẻ mày Innisfree. Mình đến đây từ sáng và chưa có ánh sáng gì hết, đến là nghỉ ngơi rồi thay đồ trang điểm các thứ, rồi bây giờ sẽ đi ra ngoài đi chơi, đi ăn sáng đã, trước tiên là mình đi ăn sáng đói quá, sau đó là sẽ đi chơi và thực hiện thử thách này nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ để cái chị kẻ mày ở đây ở nhà, ở phòng. Sáng mình quên giới thiệu với bạn là trong bộ skincare của mình có thêm cái chai nước tẩy trang nhỏ nhỏ này nữa, mình mua size mini để mình đi du lịch. Ok, đi du lịch thôi. 8 hours later. Hello mọi người, mình vừa mới đi chơi lượn lượn về và bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Đáng lẽ mình phải quay một cái cảnh là đi từ ngoài cửa phòng á, xong rồi đi vô đây để đi thẳng vô đây rồi show cho mọi người cái cây chì kẻ mày là mình vẫn đang để ở nhà. Đây cái cây chì kẻ mày mình vẫn đang để ở nhà đây. Và sau mình rời khỏi phòng lúc 7 giờ sáng và bây giờ chân mày nó hơi bị mờ đuôi một chút xíu, nhưng mà về cái đường, các đường nét kẽ thì cái khung chân mày khi vẽ thì nó vẫn giữ nguyên.
cộng 7 giờ sáng và đến 3 giờ chiều là mấy tiếng? 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều là 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều là 8 tiếng rồi mọi người. Wow, chắc chị hy vọng là đúng. Vậy là chị cái maintenance free giữ được cái khuôn, chị mờ được một chút xíu khoảng 20% cho khoảng 8 tiếng đồng hồ. Ok, vậy là xong nội dung đầu tiên, đó là thử thách lâu trôi với chị kèm máy Next Free. Đợi đến tối mình dùng thử cái hai cái mặt nạ mà hồi sáng mình show cho các bạn á. Và chúng ta đến nội dung tiếp theo là mở một cái spa nhỏ nhỏ khi mà đi du lịch, để xem với hai sản phẩm nhỏ như vậy thì sẽ giúp được gì cho da nhé. Hello mọi người, mình đã trở về phòng rồi. Tại vì hôm nay thì ở trên đây mưa khá là nhiều, xong rồi mình đi cùng đi du lịch con mình đó, không biết đi đâu nên là cuối cùng là chui về phòng sớm. Về phòng thì cũng muốn nghỉ ngơi, tại vì cả ngày hôm nay là đi suốt ngày rồi ở ngoài, chạy vòng vòng ở ngoài á, về nhà nghỉ ngơi dưỡng da. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục một trong hai nội dung buổi sáng, đó là tạo một spa mini chỉ với hai mặt nạ nhỏ, hũ nhỏ như thế này thôi, không phải lỉnh kỉnh mang nhiều thứ, mặt nạ rồi tẩy tế bào chết các kiểu các thứ. Ok, bây giờ trên tay mình có hai loại. Loại thứ nhất là mặt nạ dust sheet, để nó gần giống như cái mặt nạ dust sheet mình review trong video trước, nó làm sáng da rồi trị mụn đầu đen. Rồi nói chung là vì nó là dạng hũ nên và thích hợp để sử dụng đi du lịch, nên là công dụng nhiều nhất mình nghĩ là tẩy tế bào chết và làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, chân lông của da. Và loại thứ hai bên này của mình đó là mặt nạ ngủ, là dùng để dưỡng da qua đêm và sẽ rửa lại vào sáng hôm sau. Thì bây giờ mình sẽ bóc ra và thử và dùng hộp này trước, sau đó 10 phút mình sẽ rửa đi và dùng mặt nạ này nha. Đây các bạn có thể theo dõi kỹ hơn về cái mặt nạ này. Đây là bên trong của cái hộp, thì ở đây họ có ghi là rửa với nước ấm sau khoảng 10 phút sử dụng. Ok, bây giờ mình sẽ thoa lên mặt và sau đó nghỉ ngơi khoảng 10 phút và sau đó đi rửa mặt nhé. Mình sẽ trở lại ngay. Ok các bạn, 10 phút sắp trôi qua rồi, và cái lúc mà mới đắp mặt nạ lên thì cảm giác nó rất là mát mát the the, thì sau khoảng 1-2 phút thì nó bắt đầu dịu và bình thường lại. Thì lúc nãy thì khi bôi mặt nạ lên nó giống như là có một cái màng bọc, nói chứ nó giống như một cái màng bọc thực phẩm như bọc cái mặt mình lại, thì nhưng mà bây giờ thì nó lại cảm giác nhẹ hơn. Bây giờ mình sẽ đi rửa, sau đó vào chắc là sẽ chơi và nghỉ ngơi một chút, rồi khi nào gần đi ngủ mình sẽ dùng mặt nạ ngủ lúc nãy mà mình đã cho các bạn xem ha. A few moments later. Ok, bây giờ thì Ly sắp đi ngủ rồi. Tự nhiên nãy giờ ngồi chơi không, thấy cái giờ giọng nó bị đổi vậy mọi người. Bây giờ Ly sắp đi ngủ rồi nên là Ly sẽ xài cái mặt nạ ngủ từ gạo này của Innisfree để xem thử là nó dưỡng da như thế nào nha. Úi dồi ôi, bóc ra sao nó xịt ra rồi mọi người. Oh my god. Ôi, cái chất của cái mặt nạ này nó cũng giống như cái mặt nạ lúc nãy á, để cho mọi người á, nhưng mà nó có vẻ nó gì gì. Ok, bây giờ Ly sẽ đi ngủ, xong rồi sáng mai thức dậy thì sẽ review cho các bạn là nó như thế nào nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào sáng mai. Tomorrow. Hello mọi người, mới sáng ngủ dậy để review cho mọi người cái mặt nạ ngủ hôm qua luôn đây. Thì mình đã nghĩ là cái mặt nạ ngủ này nó sẽ hơi nhớt cho mà một chút, nhưng mà không. Trên bề mặt da mình có cảm giác là khô ráo nè, nhưng mà không hề có cảm giác khô nha các bạn. Vẫn thấy rất là ẩm mịn, cảm giác da giống như là vừa mới được trải qua một lần fresh lại, làm mới lại vậy đó. Thì vậy là mình đã hoàn thành xong video với hai nội dung. Đầu tiên là thực hiện thử thách lâu trôi với chị kiểm máy Innisfree. Thì màu của chị kiểm máy Innisfree có thể giữ được trên mặt khoảng 8 tiếng, và mình nghĩ là hơn á, tại vì cái lúc mà mình quay kết quả cho các bạn thì nó chỉ mờ phần đuôi thôi. Thứ hai là mình đã chia sẻ cái cách mà mình tối giản cái đồ skincare của mình để
cái chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu mà bạn có ý kiến hoặc là có gì muốn chia sẻ với mình, hoặc là những cái ý kiến gì về để chuyến đi du lịch trở nên giảm bớt ký, hoặc là cảm nhận về chi cái máy Innisfree hoặc mặt nạ hũ của Innisfree chẳng hạn, thì hãy để lại comment ở bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.